Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thư, năm nay mình 7 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn thân mến, Giáng Sinh sắp đến rồi phải không nào? Giáng Sinh hay còn gọi là Noel là ngày Chúa Giê-xu chào đời. Vào dịp này có rất nhiều điều thú vị như là ông già Noel, cây thông Noel, công chúa Tuyết, những chú tuần lộc đáng yêu. Còn mình thích nhất là được ngồi đợi ông già Noel đến tặng quà, là một chú gấu bông rất đẹp. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.